Tiếp tục chương trình thì Quốc Đại xin được giới thiệu đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Tình Ấm Chiều Quê. Và bài hát này thì sẽ là lần đầu tiên Quốc Đại kết hợp cùng một giọng ca này. Xin mời cùng chào đón tiếng hát của Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Dạ, bây giờ là Quốc Đại với Hồng Loan hát thêm được đúng không ạ? Dạ, lời đầu tiên cho Hồng Loan xin kính chào, kính gửi đến ông bà cô bác có mặt tại hôm nay. Lời chào trân trọng nhất à. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, kính thưa quý vị là nếu đúng ra là hôm nay
là quốc đại phải bắt cóc thêm một người nữa, là nên hát cái bài kế tiếp. Nhưng mà tự nhiên hôm nay cái người đã bỏ quốc đại với Hồng Loan đi mất tiêu, nên thật sự là cám lỗi với người rất nhiều. Đúng ra tối nay còn một cái tiết mục còn dữ dội hơn nữa. Thôi bây giờ dù vắng mặt không niên thì quốc đại và Hồng Loan sẽ cố gắng thể hiện tròn tiết mục này. Dù không hôm nay là Hồng Ly phải về nhà có việc gấp nên là rất là có lỗi, thì quốc đại và Hồng Loan sẽ cố gắng hoàn thành thế luôn cái phần của Hồng Ly, và cái phần của em nặng hơn một xíu nha. Dạ, một phần sáng tác mà khi mà poster được đăng lên thì đã được gửi về yêu cầu, đó là một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Minh Vi, mà trong thời gian gần đây bài hát trữ tình này được rất là nhiều người yêu thương, đó là ca khúc Ngày Không Em. Xin mời cùng với ca khúc này. Dạ, bài nãy là anh Quốc quá rồi, bây giờ bài này hai anh em chia ra. Thank you.
Dạ ổn không ạ? Dạ thật sự là hai anh em cố gắng tập hai bài là cũng là nhiều. Nên nếu mà quý vị yêu thương thì xin hẹn một chút gần nhất để Quốc Đại và Hồng Loan có thể hát phục vụ với anh chị và các bạn nhiều hơn. Thì bây giờ thì đến đây thì Quốc Đại xin phép chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp phần trình diễn của Hồng Loan. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, lại một lần nữa Hồng Loan được đến tại sân khấu Trống Đồng để gặp ông bà cô bác và cùng giao lưu cùng ông bà cô bác tại buổi tối hôm nay. Hồng Loan rất là vui ạ. Dạ, Hồng Loan xin kính gửi tặng ông bà cô bác thêm bài nữa là bài Cho Người Từng Nhỏ, sáng tác của Mai Đức Dung. Con kính mời ông bà cô bác thưởng thức cùng con ạ. Cảm ơn bà cô bác rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn.
Sơn Sơn không? Dạ. Sơn Sơn. Dạ. Dạ, cảm ơn bạn. Dạ. 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 Dạ, vậy con xin gửi tặng thêm một bài nữa nha. Bài này là của sáng tác của Tú Nhi, là bài Xin Vẫy Tay Chào. Con mời cả nhà mình cùng thưởng thức cùng con nha. Nhiều sức khỏe, dạng sự như ý và xin hẹn gặp lại ngày gần nhất đó ạ. Dạ, con cảm ơn. Chào cái mở Hồng Loan, quý vị thấy Hồng Loan hát hay không ạ? Hay bổ này thì lớn đi ạ.
Cảm ơn Hồng Loan rất nhiều với bốn bài hát. Thầy của em luôn hả? Thầy của em luôn phải không? Rồi. À, cảm ơn em nha, vỗ tay gửi cho Hồng Loan nè, con gái của ông ngoại của cổ, của nghệ sĩ ông Tú Quận Linh. Ngày hôm nay hát rất là ngọt ngào luôn, gửi đến quý vị hai bài song ca Tân Quốc Đại, hai bài hát đơn nữa. Chắc chắn là quý vị sẽ gặp gỡ trở lại Hồng